xin chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông trong hay làm à, ngày hôm nay à, thể theo yêu cầu của một số bạn á, thì mình sẽ làm một cái video top 5 những cái app mà đào coi tốt nhất 2023 và có thể kiếm được tiền à, kèo chắc trăm phần trăm thì à, đầu tiên mình sẽ nói tới con xích ra băng này các bạn nhưng mà rất là đáng tiếc là hôm nay xích ra băng nó đang bị lỗi lỗi một tí nha để, để mình vô thử coi được không nha à đây các bạn à xích ra băng nó vô lại được rồi à thì đây là một cái ứng dụng mà không chạy quảng cáo các bạn không chạy quảng cáo là các bạn đã thích chưa rồi cái thứ nhất cái thứ hai á, là được giới thiệu là một cái ngân hàng hồi giáo phi tập trung đầu tiên trên thế giới và cái lượng người mà à, tham gia nó các bạn thì cũng là cực kỳ đông đảo thành ra đây cũng là một cái dự án À, khá là tiềm năng nha các bạn. À, nó, cái mạng của nó đang hơi trục chặt một tí à, thành ra là, là các bạn sẽ có một số cái sẽ không xem được à, bởi vì nó đang nâng cấp đó các bạn. À, rồi ok thì đó là cái dự án đầu tiên à, không quảng cáo ngân hàng thuật số à, của hồ giáo nha rồi dự án thứ hai mà mình đánh giá cũng rất là ok đó chính dự án bông đét này các bạn thì dự án này bong này làm cái gì giữa mong đất này các bạn là à, để mình bấm vô cái bình đào nha à, dự án bong này là một cái web ba như là một cái sàn giao dịch mà về việc làm vậy các bạn à, có nghĩa là à, các bạn á, là đóng vai trò là một cái người làm việc ở trong đây và những người khác á, họ sẽ tới cái mạng lưới này để họ tìm họ tìm kiếm các bạn họ tìm à, gọi là tìm nhân công à, các bạn có thể là à, tham gia À, bán cái thông tin của mình để à, coi như tìm việc trên toàn thế giới thì đây là à, và cái dự án này thì cũng được binance nhắc tên rồi nha các bạn và họ hoạt động rất là thường xuyên à, những cái bạn nào đó, nè, nằm trong cái mạng lưới của mình 132 người đó, mà không đặt ti thì nên đặt ti lên nha tại vì cái dự án này rất có thể là sẽ manage trong năm nay đó các bạn rồi đó là cái dự án thứ hai bongdex dự án thứ ba mà mình rất là coi trọng thì nó là cái dự án ZetaChain à, các bạn đây mình mình sẽ vô cái ZetaChain cho các bạn xem nha đây thì à, những cái video mà cách đăng ký những cái tài khoản này á, thì mình sẽ để trong cái phần mô tả nha các bạn thì ZetaChain này á nó đang ở chế độ mới testnet các bạn và nó là đối thủ chính của Layer Zero à, và nó làm gì nó là một cái mạng mà hợp nhất tất cả các mạng khác gọi là xuyên chuỗi luôn các bạn có nghĩa là và nó đang thử nghiệm trên rất nhiều chuỗi trên đây chuỗi à, BSC chuỗi à, Polygon chuỗi à, à, kha, kha Bitcoin luôn nó rất là nhiều chuỗi trên đây các bạn à, và à, mỗi tuần á, thì nó cho các bạn vô để nhận 3 đồng để các bạn test 3 đồng Zeta rồi à, nó nếu như các bạn swap được thì nó sẽ tặng cho các bạn 7000 boy nha. Thì cái, à, hiện tại thì đang bảo trì các bạn. À, mình cũng sẽ để cái cái à, cái điểm cái um, gọi là 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 cái đường link cách hướng dẫn cho các bạn nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chưa vô được nha các bạn. Cái này thì cần các bạn không tốn tiền hết các bạn chỉ cần có cái Twitter thôi là được nha. Hiện tại đang bảo trì nha các bạn. <laughs> cái hôm nay mình làm video thì sao khá khá nhiều cái app nó bảo trì Tuy nhiên là cái này nó đang test test Và rất có thể các bạn kiếm được vài trăm đô từ cái mạng này nha các bạn Các bạn đừng bỏ lỡ cái kèo này nha Đây là một trong những cái đối thủ chính của Laser Zero Gọi là xuyên chuỗi, nó có rất là nhiều chuỗi các bạn Đây nè, chuỗi BSC, chuỗi Polygon, chuỗi Goli nha Rồi là cái ứng dụng thứ ba cái dự án thứ ba mà mình cho rằng nó cũng rất có tiềm năng trong năm nay rồi bắt đầu tới cái thứ tư thì chính là cái AVV à, này các bạn đây để mình cũng mở lên cho các bạn xem nha mình bấm vô bấm nhận cái rồi rồi có tiền 60 21 đồng à, chủ này thì nói lên cái gì đây cũng là một cái blockchain mới các bạn hiện tại thì cái app của nó đang khá là giống cách thức hoạt động của con co nhưng nó xây dựng trên một cái blockchain khác các bạn blockchain của nó sẽ là a avive world thì cái blockchain này các bạn nhiệm vụ của nó thì nó coi mỗi người như là một cái à, mỗi cái ví của mọi người như là một cái linh hồn và những cái linh hồn gần nhau thì sẽ tạo sức mạnh cho nhau sức mạnh bảo mật mạng à, thành ra là các bạn sẽ thấy những cái búa này các bạn những người ở gần nhau này là sau này sẽ bảo mật cho nhau tham gia bảo mật cái hệ thống và um, nó đã đề ra một cái thuật toán mới tên là Brooks Network Networking nghe nó cũng à, giống như là à, ý là không phải giống nhưng mà nó cũng nó cũng đã tạo ra được một thuật toán riêng thuật toán đồng thuận dựa trên cái bằng chứng của việc liên kết mạng nghe các bạn thì cũng đây cũng là một dự án rất là tiềm năng mà các bạn không nên bỏ qua um, và cái dự án thứ năm mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là cái dự án à, đây Imota các bạn thì Imota ví Imota là cái ví của à, không phải của <laughs> mà là được backer bởi RMITANO các bạn um, RMITANO đã à, đăng một cái bài viết ấy, là nó đã hợp tác với cái đội ngũ Imota để tạo ra cái ví này. Đây là một cái ví phi tập trung nha các bạn. À, tuy nhiên nó vẫn có cây KYC bởi vì nó có cái mục là mình có thể mua được tiền phi áp. Đó, thì cái ví này á, cho các bạn đào. Nếu như các bạn mời được 48 người cũng như giữ được cái chuỗi đào liên tục này á, thì các bạn sẽ có được cái tốc độ là 4.8 này. Đó, thì cái ví này á, mình cho rằng nó có thể ăn được chắc chắn như một trăm phần trăm luôn nha các bạn tuy nhiên là chưa biết là ăn bao nhiêu và khi nào thôi nhưng mà chắc chắn là sẽ ăn thành ra các bạn nên xem nha thì đây là các bạn xếp hạng của nó, mình đang hạng 24 các bạn thì mình giới thiệu khá là trễ, chỉ cách đây mới 10 ngày thôi các bạn à, mình có thể điểm sơ qua một số cái bạn mà đang nằm trên bảng xếp hạng nè thì có anh Nguyễn này á, là, anh Nguyễn này nè các bạn hạng nhất này chính là kênh Cocoti Crypto nha các bạn bạn thứ hai là Nguyễn Lê Hồng Thấm này á, là có kênh YouTube đó là Thấm Crypto nha các bạn. Còn bạn số 5 này nè, Airdrop Crypto này chính là kênh channel hay nha. Và Hùng Tĩnh Nguyễn này thì kênh kiếm tiền. À Hùng Tĩnh Nguyễn thì có hai kênh, có thể là bạn ấy đăng ký cho gia đình nha các bạn. Rồi, à, thì đó là mình điểm sơ qua năm cái dự án mà mình cho rằng nó sẽ à kiếm được tiền trong năm nay nghe. Còn những cái dự án phụ khác đó các bạn thì nó cũng ok, cũng những cái dự án mình giới thiệu thì cũng ok như con curry này chẳng hạn cũng ok các bạn nhưng mà mình đánh giá là cái tiềm năng nó không bằng năm cái dự án kia thôi. Cái con này mình vẫn kiếm tiền đều đều nha các bạn. Đây. À mình rút tiền đều đều luôn. À, cái lịch sử rút tiền của mình thì mình cho các bạn xem đây nè. Ví dụ như con con này đi. À mình rút tiền đi. Rồi mình bấm đây nè thì nó sẽ có cái lịch sử nè đó mình từng gửi bốn à, mươi đồng đi nè finish rồi nè giờ mình đang gửi 96 đồng đi nè đó hồi trước mình cũng gửi bitcoin được gần trăm đô luôn các bạn đây bitcoin nè sen nè rồi đây nè đây mình đã từng gửi bitcoin được 0,03 bit luôn các bạn thì à, bán cái này hình như được cũng mấy chục đô đó mình, à, mấy chục đô đó bốn chục đô gì mình nhớ không chính xác gần trăm đô luôn sao đó, các bạn bao chục đô gì đó nha rồi à, thì đó là một số cái chia sẻ của mình về top 5 cái dự án và mình sẽ để cả cái phần đăng ký mô tả năm cái dự án này cho các bạn xem ở bên dưới cũng như cái video cách làm như các bạn đó à, riêng cái con Yata Chain thì nó đang đang bảo trì thành ra là có thể là một hai ngày nữa các bạn nếu mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký nha rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn